Hello anh em, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2020. Bên dụng cụ cầm tay là tay cũng mới về một số mặt hàng tỉa cành anh em. Đó thì mình về số tỉa cành này cũng khá là nhiều, thì cũng các loại luôn. Thì anh em có cần máy nào thì xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là tên Tình nha anh em. Đó thì bây giờ mình không có làm mất cái thời gian anh em, bây giờ mình sẽ vô chi tiết cho anh em xem cái ngoại hình và báo giá trực tiếp trên đây luôn. Đó anh em xem được cái nào thì alo cho mình ha. Rồi đầu tiên là một cái cây con này là tỉa cành anh em, tỉa cành nhưng mà con này là nó chạy động cơ máy nha. Đó động cơ máy, máy của nó là máy hai thì nha anh em ha. Máy của nó là máy hai thì con này nó có thương hiệu là Golden nha anh em. Đó con này nó có hiệu là Golden ha, Golden Star, model của nó là HT670. Đó thì cái máy này là con như chuẩn Nhật luôn nha anh em. Đó chuẩn Nhật luôn, cái lam của nó nè anh em, nhìn cái lam nó rất là đẹp ha, cái lam nó còn đen mung luôn. Đó lam rất là đẹp, mà cái lam này á thì bây giờ mình sẵn đây mình đo luôn cho anh em xem ha. Đó một cái ô gạch mình về là 4 tấc nè. Đó nhưng mà con này á thì mình nghĩ là chắc nó cỡ 6 tấc đấy anh em. Đó ở đây thêm là thêm 2 tấc nữa ha, đây qua đó là khoảng thêm 2 tấc nữa, cũng như là cái lam này là chuẩn 6 tấc nha anh em ha. Thì cái model của nó là HT670. Rồi bây giờ mình cũng xin cho anh em xem ngoại hình rồi báo giá luôn cho anh em, tại vì mình có về có một con máy nổ thôi, mình thử là mình không có đánh số. Đó cũng như là mình cũng như là con này là con đầu tiên ha, thì với lại nó là động cơ nổ đó, mình thử anh em cũng dễ chốt hàng. Đó mình không có đánh số con này ha. Nó máy ngoại hình rất là đẹp nè. Đó đồ của nó rất là cứng cáp luôn nha anh em. Rồi đây là rồi chế bên sân con nè. Thì con này nó chuyển động bằng bố ăn bê da nha anh em. Đó nó chuyển động bằng bố ăn bê da, khi mà anh em mà lên ga là lúc đó bố nó mới bắt cái lam của mình. Đó bắt cái lam mình lúc đó là cái lam mình nó mới hoạt động ha. Cái đời này nó chế cũng rất là ngon. Đây là một cái bong bóng đây, khi mà anh em mà để máy mà lâu quá thì anh em cứ nhồi cái bong bóng này. Đó nhồi bong bóng này thế mà xăng mà nó qua đầy cái bong bóng này, lúc đó là anh em thao tác anh em giật là nó nổ ha. Thì cũng như mấy cái động cơ hai thì là anh em cũng phải thao tác là vậy. Đó cũng như mình hướng dẫn cho anh em luôn. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn ha. Ở đây là cái e nè, anh em kéo lên về là đóng e ha, anh em đẩy xuống là mở e. Đó cũng như là mình hướng dẫn cho chi tiết và anh em dễ sử dụng. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn ha. Rồi đây là công tắc on off nha anh em. Đó công tắc on off, đó mình gạt xuống đây kéo đây là on, đẩy lên là off, đẩy lên là tắt máy ha, còn mình kéo xuống là mở máy. Rồi bây giờ mình test luôn cho anh em xem. Cũng như là cái máy đó với lại cái máy Golden này á, Golden Star HT670 này á, thì con này mình được có giá bán cho anh em với giá là 1,2 triệu nha.
đó anh em nên giá, nhớ giá kỹ ha. Có giá của cái máy tỉa cành động cơ hai thì nó cái thương hiệu của nó là Golden Star HT, model của nó là HT670. Đó, lam của nó là lam 6 tấc nha anh em. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em một giá là 1.200.000 ha. Đó, cũng như là mình báo giá là cũng như là chi tiết cũng như là lần thứ hai. Đó, anh em nhớ cái giá, nghe cái giá cho kỹ rồi chốt hàng ha. Đó, đối với lại cái con HT670 này thì có giá là 1.200.000 nha anh em. Đó, giá 1.200.000 ha. Rồi. Rồi bây giờ thì mình về đúng một con tỉa cành động cơ, nó có động cơ nổ ha, động cơ máy hay thì bây giờ mình sẽ trở lại những cái dòng máy điện, điện 110V, mấy cái tông đơ tỉa cành lớn có, nhỏ có, cũng như đủ loại luôn. Bữa nay là mình về rất là nhiều ha, thì anh em nào mà xem phù hợp cái công việc của mình đó thì xin liên hệ số 0914711438 mình tên Tình nha anh em. Rồi bây giờ đầu tiên là một con số 1 nè, đó con số 1 này nè, tông đơ Hitachi. Đó, con này thì nó có công suất là 80W nha anh em, sử dụng điện 110V ha, sử dụng điện 110V. Thì con này mình được giá bán cho anh em giá là 250k. À, đối với lại con này thì cái tông đơ của nó cũng như là mình sẽ đếm nhánh luôn cho anh em xem, 1 nhánh 2 nhánh 3 nhánh 4 nhánh 5 nhánh 6 nhánh 7 nhánh. Thì đối với lại con tông đơ Hitachi này là nó được 7 nhánh nha anh em, thì nó 7 nhánh như vậy thì anh em tỉa rất là sướng, rất là lẹ luôn ha. Đó, đây nè, mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình. Đó, máy rất là đẹp ha. Đây. Ừ. Rồi, bây giờ sau đây mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Đó. Chạy rất êm. Rất là ok ha. Máy cực kỳ ngon. Rồi. Thì đối với số 1 tông đơ Hitachi này là cũng như là cái nhánh tỉa của nó là được 7 nhánh nha anh em. Đó, nó được là 7 nhánh ha. Con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 250k nha, 250 ha. Đó. Rồi, tiếp tục qua là một cái con số 2. Đây. Con số 2 con này là tông đơ của Ruby. Con này công suất của nó là 40W ha, công suất 40W. Thì con này mình có giá bán cho anh em với giá là 150 nha anh em. Đó, giá là 150 ha. Thì đối với lại cái con tông đơ này là nó coi là mình đếm nhánh luôn nha. 1 2 3 4. Con này thì 4 nhánh nha anh em. Đó, 4 nhánh ha. Xăng vô ra băng. Đó, cái lam của nó là cũng như là có dập dập chìm luôn. Đó, xăng vô ra băng nha anh em. Đó, rất là ok ha. Cái lam nó còn rất là mới luôn. Anh em nhìn nè. Đó, cái dao tỉa của nó, cái dao của nó, cái kéo của nó còn rất là mới. Ha. Kéo của nó còn rất là mới luôn. Thì đối với lại con số 2 này là có giá 150 nha anh em, sử dụng điện 110V. Đó, bây giờ mình cứ xin test máy luôn cho anh em xem. Đây. Đó, rất là mini ha. Rất là mini, rất là tiện lợi luôn. Đối với lại con này á thì anh em tỉa mà chẳng hạn như mấy cái cây kiển mà của nhỏ là rất là ngon luôn ha. Đó, tỉa theo ý muốn mà luôn. Đó, kéo này anh em tỉa vô mấy cái gốc kẹt đồ rất là sướng. Rồi, số 2 tông đơ Ruby nha anh em. Đó, con này thì sử dụng điện 110V, công suất là 40W, giá là 150 nha anh em. Rồi, tới con số 3. Con này đó thì nó là tông đơ, nó có công suất là sử dụng điện 110V ha. À, công suất là 40W. Đó, con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 200k ha. Đó, con này thì cái lam của nó nè, cái lam của nó là nó nhiều nhánh hơn nha anh em. Đó, cũng như là nó có bao nhiêu kéo, 1 kéo 2 kéo 3 kéo 4 kéo 5 kéo 6 kéo. Con này thì nó có 6 kéo nha anh em. Đó, nó có 6 đường cắt ha. Đó, lam của nó còn nhìn rất là sắc luôn. Đó ha, ngoại hình rất là đẹp. Rồi, con số 3 này thì có giá 300, sorry anh em, con số 3 này có giá là 200k nha anh em. Đó, 200.000 ha. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn. Đây. Đó. Rất là ok luôn.
Rồi con số 3 Thunder Ruby, con này thì có giá là 200.000 nha anh em. Rồi tới con số 4, cái này là tỉa cành mini. Đó, tỉa cành mini ha. Đó, tỉa cành mini, cái lam của nó là lam của nó là lam 2 tấc nha anh em. Đó, lam của nó là lam 2 tấc ha. Con này thì sẵn đây mình đọc cái thông số của nó rồi mình test máy luôn. Con này số 4 tỉa cành Ruby, lam của nó là lam 2 tấc nha anh em. Nó sử dụng điện là 110W, công suất watt của nó là 70W. Con này thì mình được giá bán cái này mới giá là 200.000 nha anh em. Rồi mình test máy luôn. Đây, máy chạy rất êm. Đối lại mấy cái này thì anh em mà làm tỉa kiển rồi rất là sướng, tại vì nó rất là mini. Đó, anh em cầm một tay anh em tỉa là rất là ngon luôn. Rồi số 4 tỉa cành Ruby công suất là 70W nha anh em. Đó, giá của nó là 200k ha. Lam của nó là lam 2 tấc. Rồi tới một cái con số 5. Tỉa cành Makita cũng là cái dòng mini luôn ha. Cái này là cũng dòng mini luôn. Thì con này nó có cái thông số là sử dụng điện 100W. Công suất của nó là 50W. Đó, con này thì mình được giá bán cái này mới giá là 200k. Lam của nó là lam cũng đồng thời là 2 tấc nha anh em. Đó, làm hai tắt luôn. Rồi bây giờ mình test máy luôn ha. Đó, rất là êm ha. Rồi, rất là êm. Rồi. Rồi con số 5 tới cành Makita giá 200k nha anh em. Rồi tới cái con số 6 nè. Thì cũng như là mình về đợt này thì có một đúng một con sử dụng pin nha. Đó, đúng một con sử dụng pin. Thì con số 6 này mình được giá bán cho anh em với giá là 300k. Con này nó sử dụng pin là pin 7V2 nha anh em. Đó, pin của nó là pin 7V2 ha. Đó, về anh em cũng như là chế pin, độ pin, hoặc là anh em đưa bình vô anh em xài cũng vẫn là ok, ngon lành. Đó, còn nãy như mình không có đầu kẹp, mình thử ra mình không có test cho anh em. Nhưng mà cái này thì mình sẽ bao sóng cho anh em ha, bao sóng toàn bộ hết. Đó, về anh em cứ kẹp bình vô là xài thôi, hoặc là anh em độ hai tép pin vô là anh em sử dụng thôi ha. Rồi con số 6 tỉa cành pin 7V2 giá là 300k nha anh em. Đó, con này là nó là chặt cỏ nha. Đó, nó chặt bằng hai cái dao, nó bằng cước nè. Đó, hai dao bằng cước ha. Đó, con này thì anh em chặt cỏ đồ này kia cũng rất là ngon. Rồi con số 6 máy chặt cỏ ha. Máy chặt cỏ pin 7V2 giá 300k. Rồi tới con số 7 anh em. Con số 7 Ruby. Đây, Ruby ha. Đó, tỉa cành Ruby. Nó có thông số như sau. Con này sử dụng điện 100W, 110W ha. Công suất watt của nó là 300W. Đó, lam của nó là lam 350 nha anh em. Lam của nó là lam 3 tấc rưỡi ha. Con này thì mình được giá bán cái này mới giá là 350. Đó, 350. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn cho anh em xem. Đó, máy ngoại hình rất là đẹp nha anh em. Ha, làm cũng nó còn rất là ok, rất là mới luôn. Đó, làm của nó cực kỳ ngon ha. Rồi bây giờ mình test máy ha. Rồi bây giờ mình báo giá lại lần nữa ha. Con số 7 tỉa cành Ruby nó có cái thông số như sau. Nó sử dụng điện là 110W, công suất của nó là 300W, lam của nó là lam 3 tấc rưỡi nha em. Lam 3 tấc rưỡi ha. Đó, giá là giá 350.000. Rồi tới tiếp tục một cái con số 8 tỉa cành Ruby. Đó, con này thì nó có thông số như sau. Con này là sử dụng điện 110W, công suất là 180W, lam của nó là lam 3 tấc rưỡi nha anh em. Lam 3 tấc rưỡi ha. Con này giá thì 300.000. Đó, giá 300.000 nha anh em. Đó, giờ mình cũng xin test máy luôn ha. Đó, ngoại hình của nó cũng còn khá là ok luôn. Lam của nó còn rất là sáng sủa luôn nha anh em. Rồi. Đó, máy của ảnh rất yên.
Rồi số 8 tỉa cành Ruby làm 350 nha anh em, làm 3 tấc rưỡi ha, công suất của nó là 180W, giá là 300k. Rồi tiếp tục một con số số 9, đây số 9 cũng là tỉa cành Ruby luôn, nó thông số nó như sau, cũng là sử dụng điện 110V, công suất của nó là 180W, làm của nó là làm 3 tấc rưỡi, giá là 300k nha anh em. Rồi đây mình test máy luôn ha, máy chạy rất im. Rồi mình báo giá lại lần nữa ha, số 9 tỉa cành Ruby, nó sử dụng điện 110V, công suất là 180W, làm 3 tấc rưỡi, giá 300.000 nha anh em. Rồi tới dòng Nati, đây con Nati này rất là mới luôn nè ha, con này nó có thương hiệu là Nati Onan. Đây cái thương hiệu này thì rất là quen thuộc đối với lại mà anh em mà chơi những cái hàng nội địa ha. Đó, Nati Onan này đó, thì cái thương hiệu này rất là quen thuộc luôn. Thì đối với lại con tỉa cành này thì nó có một cái thước thỉ luôn anh em. Đó cái thước thỉ luôn. Anh em mà chẳng hạn như mà cắt cỏ, cắt kiển gì đó là cũng như là có thước thỉ anh em canh luôn. Đó cũng là rất tiện lợi ha. Đó, nó chế cũng là rất là hay. Đó cũng như là nếu mà anh em có cái thỉ này anh em cắt rất là đều, rất là chuẩn luôn. Rồi. Bây giờ mình xin báo giá ha. Con số 10 tỉa cành Nati Onan. Nó sử dụng điện là 110V, công suất của nó là 100W nha anh em, công suất của nó là 100W, giá là 300k ha, làm của nó là làm 3 tấc rưỡi nha anh em. Đó làm 3 tấc rưỡi luôn ha. Đây test máy luôn cho anh em xem. Đó. Máy chạy rất là im ha. Rồi mình báo giá lại cho một lần nữa ha, con số 10 tỉa cành Nati Onan, giá là 300k nha anh em, 300.000 ha. Rồi tới con số 11 tỉa cành Makita, nó sử dụng điện 110V, công suất của nó là 280W, giá là 350k nha anh em, giá là 350k ha. Đó bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái màn hình máy rồi mình test máy luôn. Làm là làm 3 tấc rưỡi nha anh em. Làm 3 tấc rưỡi ha. Đó. Rồi bây giờ mình test máy luôn ha. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Okay. Rồi mình báo giá lại một lần nữa ha, con số 11 tỉa cành Makita, nó có cái thông, nó sử dụng điện là 110V, công suất của nó là 280W, làm là làm 3 tấc rưỡi, giá là giá 350.000 nha anh em, 350.000 ha. Rồi tới tiếp tục một cái con số 12. Ồ con số 12 giờ mình có làm khá dài nha anh em, làm nó dài là 4 tấc 6 luôn anh em. Đó 4 tấc 6 luôn ha. Con gạch này 4 tấc nè, nó dài gần thêm tấc nữa đó, khoảng khoảng 5 tấc á. Nhưng mà cái thông số nó là để chỉ 4 tấc 6 thôi. Đó, con số 12 tỉa cành Makita. Sử dụng điện 110V, công suất là 320W. Con này sử dụng lam là lam 4 tấc 6 nha anh em. Lam 460 ha, lam 460. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k, 400.000 nha anh em. Rồi mình sẽ test máy luôn cho anh em xem. À, cho anh em xem cái ngoại hình ha. Đó, làm là còn mới tinh luôn, cực kỳ mới ha. Rồi mình test máy luôn ha. Đây. Okay.
Rồi số 12 mình báo giá lại lần nữa ha. Số 12 tỉa cành Makita, nó sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam của nó là lam 4 tấc 6. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em. Rồi tiếp tục là con số 13, tỉa cành Makita. Con này nó sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam của nó là lam làm của nó là gần 4 tấc nha anh em. Đây nè, đúng ô gạch luôn ha. Đó, nó gần 4 tấc á. Rồi, thì con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 400k nha anh em. 400k ha. Rồi mình sẽ test máy luôn. Ôi trời, rất êm luôn. Quá êm. Lam quá đẹp. Cái lam này á, cái thanh này là nó bằng nhôm nha anh em. Đó, cái thanh này bằng nhôm ha. Đó, nó không có là nó bị rỉ sét, nó làm cho cái lam mình nó nhẹ ha. Rồi, đây tới tiếp tục là một cái con số 14. Con kia nãy có báo giá rồi chưa? Con số 14. Con này thì sử dụng điện 110V, công suất là 320W. À, công suất là 320W, lam của nó là lam 3 tấc rưỡi nha anh em. Lam 3 tấc rưỡi ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 350. Đây. Rồi mình xin test máy luôn ha. Đó, máy màu đỏ nhìn nó rất là sang trọng luôn, rất là đẹp ha. Rồi mình xin báo giá lại một lần nữa ha. Con số 14 nó sử dụng điện 110V, công suất là 320W. Đó, lam của nó là lam 3 tấc rưỡi. Giá là giá 350 nha anh em. Rồi tới con số 15. Số 15 tỉa cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam là lam 3 tấc rưỡi ha. Giá cũng là 350.000. Đó, giá 350.000 ha. Đó, giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Rồi số 15 tế cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam của nó là lam 3 tấc rưỡi. Giá là giá 350.000 nha anh em. Rồi tới con số 16. Số 16 tỉa cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam 3 tấc rưỡi. Giá 350.000. Ha, máy ngoại hình rất là đẹp. Đây. Rồi mình test máy luôn ha. Rồi số 16 tỉa cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất là 320W, lam 3 tấc rưỡi. Giá là 350.000 nha anh em. Rồi tới mấy cái con mấy cái này là lam cực kỳ dài nha anh em. Lam của nó là lam 7 tấc anh em. Đó, lam của nó là lam 7 tấc ha. Đây, lam rất là dài. Rồi hiệu của nó là hiệu Makita nha anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin đọc cái thông số, mình test máy luôn ha. Rồi con số 17 tỉa cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất lực công suất của nó là 450W. Giá của nó là 450.000 nha anh em. Giá 450.000 ha. Đó, lam của nó là lam 7 tấc luôn. Đó anh em nhìn cái lam nó rất là đẹp ha. Đó, cái lam nó rất là đẹp. Rồi, mình test máy luôn ha. Đây.
quá ngon. Rồi bây giờ mình thông báo giá lại số 17 lần nữa ha. Số 17 tỉa cành Makita, sử dụng điện 110V, công suất là 450W. Lam của nó là lam 7 tấc nha anh em, lam 7 tấc ha. Cái lam này khá là dài, lam này thì rất là tiện lợi cho anh em mà chẳng hạn như làm mấy cái tỉa mấy cái đồ lớn ha. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 450 nha anh em, 450 ha. Rồi tới tiếp một con 7 tấc nữa. Đây nè, cái này cũng dòng Makita ha. Đó, lam 7 tấc luôn. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá luôn ha. Rồi con số 18 tỉa cành Makita sử dụng điện 110V, công suất của nó là 500W nha anh em. Công suất là 500W ha. Đó, lam 7 tấc. Đó, lam 7 tấc. Giá của nó là 500.000 nha anh em. Đó, giá nó 500.000 ha. Rồi bây giờ mình xin cái máy luôn cho anh em xem. Thì đối với lại con số 18 này thì nó có hai công tắc nha anh em. Một công tắc ở dưới tay mình ha, và một cái công tắc an toàn ở trên cái tay cầm. Đó, khi mà anh em mà nhấn cái công tắc ở trên tay cầm vô là anh em mới nhấn cái công tắc ở dưới cái tay ở dưới là lúc đó nó mới chạy nha. Đó, anh em nhấn cái công tắc an toàn ở trên. Đó, bóp công tắc ở dưới là lúc đó là máy mình nó hoạt động. Còn mà nếu mà anh em không có bóp công tắc an toàn này thì máy mình nó không chạy nè. Anh em thấy không? Nó không chạy nè. Đó, anh em mới nhấn vô. Rồi số 18 cây cành Makita sử dụng điện 110V, công suất là 500W. Lam của nó lam 7 tấc nha anh em, lam 7 tấc ha. Giá là 500.000 nha anh em. Giá 500.000 ha. Rồi tiếp tục là cũng như là mình về một con, cái con này là số 19. Con này là máy quất cỏ nha anh em. Máy quất cỏ ha. Máy quất cỏ thì nó sử dụng, nó có thương hiệu là Ruby. Số 19 máy quất cỏ Ruby. Sử dụng điện 110V, công suất là 400W. Giá thì 500k nha anh em. Đó, đây mình sẽ cho anh em xem một cái quay hình rồi mình sẽ test máy luôn ha. Đây nè. Đó, quay hình nó khá là đẹp luôn. Đó nên nè. Ha. Quay hình nó khá đẹp nha anh em. Đang chạy đều như nó. Rồi bây giờ mình test máy luôn ha. Đây. Máy chạy cực kỳ mạnh, cực kỳ lực luôn. Cái này về anh em mà quất cỏ đồ này kia là rất là sướng luôn, rất là ngon lành ha. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá lại một lần nữa ha. Số 19 máy quất cỏ Ruby sử dụng điện 110V, công suất của nó là 400W. Giá của nó là 500k nha anh em. Giá của nó là 500.000 ha. Rồi tới một cái con máy thổi Ruby. Đây, máy thổi Ruby ha. Con này thì số 20 nha anh em. Số 20 máy thổi Ruby. Đó. Con này thì nó sử dụng điện 110V. Công suất của nó là 1050W nha anh em. Công suất khá là lớn ha. Cái này là anh em hút thổi lá đồ rất là sướng luôn. Đó, công suất của nó là 1050W. Đó, giá là 700.000 nha anh em. Giá là 700.000 ha. Đó, con này thì nó có cái túi nè. Đó, khi mà anh em mà chẳng hạn như hút ba cái rác cái gì vô á là anh em mở cái túi ra, mở cái sạc kia ra là anh em xả cái rác ra ha. Còn mấy là anh em bật ở đây cũng được. Đó, anh em nhấn đây cái nè là kéo ra ha. Đó, nhấn cái là kéo ra thôi. Đó, còn đổ rác xong xuôi cái đầu anh em chồng vô gài lại.
đó, gài lại là dính ha. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái ngoại hình rồi mình test máy luôn ha. Đó, máy rất là đẹp. Ống mà ống hút, ống thổi nó là ống, là ống này là ống 90 nha anh em. Ống 90 ha. Nó có một đường hút, một đường thổi luôn nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem luôn. Đâu đâu có gì hút thử rồi. Con này hút cái gì mà không lên. Mạnh rồi. Đây. Thì đối với lại cái con ruby này á, thì nó có hai tốc độ nha anh em. Đó có hai tốc độ, tốc độ nhanh và tốc độ chậm nha. Thì anh em mà con này á, công tắc này nó có ba nắp. Anh em đẩy nắp giữa là tốc độ chậm, đẩy hết ra, đẩy hết công tắc luôn là tốc độ nhanh ha. Rồi bây giờ mình test cho anh em xem nè, tốc độ chậm nè. Bây giờ mình sẽ mở qua chế độ thổi cho anh em xem. Thì chế độ thổi là anh em đặt cái nút lên lên trước ha. Đó, hồi nãy là mình mở chức năng chế độ hút. Rồi bây giờ mình sẽ mở chế độ thổi luôn cho anh em xem. Đây. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá ha. Máy coi như là chức năng đồ, full chức năng, hút thổi đồ còn ngon lành hết ha. Máy là coi như là chế độ chậm nhanh đồ còn đầy đủ ha. Rồi con số 20 máy thổi Ruby. Con này đó thì nó sử dụng điện 110V nha anh em. Đó, sử dụng điện 110V. Công suất của nó là 1050W. Giá là 700.000 nha anh em, 700.000 ha. Rồi thì bữa nay là cũng như là mình cũng có một số mặt hàng, chẳng hạn như mấy cái máy tỉa cành, động cơ máy có, động cơ điện có. Thì anh em nào có cần máy nào thì xin liên hệ số 0914711438. Mình là địa chỉ của mình là C12/45, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh em mà ở xa muốn tới địa chỉ mình xem hàng thì anh em cứ search vô Google Maps, dụng cụ cầm tay NT, thì Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi bây giờ mình cũng xin cảm ơn anh em và hẹn anh em gặp hẹn anh em video clip kế tiếp.